Ừ. Tối quá rồi đó. Ừ. Ôi ôi, gốc gãy nó dài nó gãy luôn á. Này là sang gieo hạt đó mà giờ nó lên được ba lớn này nè cả nhà. Này nó cao. Xanh mướt trong cái này, chậu. Xanh mướt trong cái chậu này mình thu hoạch đi. Hello cả nhà. À, mấy cái bông cải tím và mấy cái bông cải vàng của Sang trồng đợt 2 bữa nay nó cũng ra bông thu hoạch được nè cả nhà. Cho nên là bữa nay mình tiếp tục cầm xề cầm rổ đi ra ngoài vườn mình thu hoạch rau. Sang trồng một lượt mà sao có cây có bông lớn có cây có bông nhỏ nó ra không có đều á. Cái này còn bông nhỏ nè. Màu vàng này nè, cái màu đó. Tím này cũng vậy. Trồng mấy cây con là một sai một á. Trồng một. Cái này là một chậu trồng có một cây thôi đó. Ăn có một cái bông thôi mà trồng mấy tháng trời mới được. Có một cái bông. Đó bản nào nó hình như lá nó ăn cũng được á. Thấy không? Không có thử. Rồi cái này à. Đều đẹp nè. Đúng rồi. Đều đẹp nè. Một bông vàng. Cái bông màu vàng này lần đầu tiên là Sang trồng cái bông cải vàng ở nhà cả nhà. Mà cái giống này kiếm không có trong bên mình, cái này là mua ở Poyton Nursery ở Essendon á. Cái này nó gọi là cheddar. Đẹp đẹp quá ha. Bữa hổm giờ ngắt biết bao nhiêu lá bỏ rồi đấy. Tại vì cái cây nó nặng quá đó. Mà mình để lá nó cũng không đẹp. Nó mình để lá nó cũng nuôi hết trơn cái lá này cái cho cái bông cho nó to chứ. Rồi ôi màu vàng để cái màu tím nha nó đẹp gì đâu. Rồi tới cái cây này. Bông này cứ nó nở tè le tại vì nó ra trước mấy cái bông kia đó, đợi cho nó đều cũng được để thu hoạch nên phải lấy cái đầu buộc nó lại. Còn cùng một lúc mà sao nó không có đều ha. Cây con thì nó cũng sai thôi á. Cũng bỏ phân như nhau. Bỏ phân như nhau, chậu cũng sai giống nhau sai. Mà không hiểu sao là cái ra trước cái ra sau. Bông này bự. Đẹp nè. Vàng đẹp quá. Đáng lẽ cái bông cải tím đó là cái màu tím này nè. Nó cái kiểu nó giống như cái bông này nè, nó màu tím nè mà không biết làm sao mà năm nay mua bông cải tím là toàn là bị cái màu tím lợt này không á. Nhà vườn chắc để lỡn quá. Mua từ bên Ninh cũng bị vậy mà bây giờ mua ở Poyton Nursery cũng bị cái màu tím này, đáng lẽ là cái giống như vậy nè. Đi chan cái cục gì đó mà nó là màu tím. Cái màu tím như vậy nè, đó, thấy đẹp ghê không? Đúng, ở trong nó rõ ràng. Rõ ràng là cái màu tím này nè. Có thể năm nay ươm lầm hộp. Đó là mình mua hai chỗ khác nhau đó mà nó ra màu tím đó không á. Ra màu tím này không nè. Rồi, hai cái. Thấy thương quá. Đẹp. Còn hai cái này thì nó nhỏ quá. Hơi nhỏ. Nhỏ ơi. Đây cái nè. Nè, thấy thương không? Nó màu xề. Được ba bông cải tím, hai cái bông cải vàng. Nó còn một cây ở đằng kia cũng chưa có ra bông. Còn hai cái bông này nhỏ còn nhỏ quá, để vài bữa nữa đi nữa. Chắc này chắc cỡ khoảng 2 tuần nữa mới thu hoạch được. Này. Lá nó thì nó quá tơi. Ôi, cắt không biết bao nhiêu cái lá rồi đó. Lá thì tốt ghê hồn luôn á. Mà này cái cây cũng to lắm nha. Cây cũng to lắm. Quá tốt rồi. Rồi bây giờ mình đem cái rổ mình đi qua bên đây mình hái ngò rí nha. Cái này là sang gieo hạt đó mà giờ nó lên được ba lớn này nè cả nhà. Cái này nó cao. Xanh
tầng mướt xong cái chậu. Xong mướt trong cái chậu này mình thu hoạch đi. Cái này thì muốn ăn lâu thì sang không có bứng hết mà là sang sẽ cắt ngang thôi. Thì muốn cho nó lên thêm một đợt nữa đó thì mình khi mình cắt ngang á, mình cắt cái ngò này nè, mình chừa cái đọt nhỏ nhỏ ở trong cái đó để nó lên cái mới. Mình đừng cắt sát dưới quá. Còn ai muốn nhổ lên ăn thì mình vẫn nhổ được. Chắc nó thơm ghê. Mày cũng có thể tỉa cho nó mỏng, được bụi. Nào mình ăn xong rồi mình cắt xong rồi đó, cái mình tỉa cho nó mỏng bớt một chút, cho cái bụi nó to một chút á, thì mình tưới cho nó miếng phân cá. Tới cái này được bao lâu rồi? Cái này cũng chắc cũng cỡ 6-7 tuần gì rồi. Cái này mùa đông trồng cũng tốt lắm nha, nó lâu lên bông. Mùa hè nó mau. Mùa hè nó mau già lắm, nó mau lên bông. Thu hoạch xong rồi bón phân. Thu hoạch xong rồi tưới miếng phân cá. Cho ly khép. Cho ly khép cho nó mau lên. Thơm. Loại này người ta có thể để già lấy hột ăn gì đó phải không? Để người ta nấu phở. Nấu súp, nấu phở để vô. Thấy mấy người Ấn Độ người ta không biết ăn nấu cái gì, người ta ăn gì hay để hột ngò như đó. Chắc ướp nó cũng thơm thôi. Rồi. Mình cứ cắt trường tiên cái đọt cho nó vậy đó, vài bữa cái mình tưới phân cho nó vài bữa nó lên cái mới mình ăn. Mình ăn chừng nào lên bông thôi. Mình gieo khác. Rổ mà rí thơm dễ sợ luôn, cái này ăn mì gói để lên cũng ngon á. À hồn nêm. Canh. Rồi bây giờ mình đi qua mình thu hoạch đậu Hà Lan đi cả nhà. Mấy cái cây trái đậu này sang thấy là nó ra nhiều quá trời rồi. Cái này là như cũng đợt thứ ba rồi đó. Không có còn thấy bông nữa. Tại vì chiêu nó ăn hết cái đọt, nó đâu cái đọt ra này. Được nữa đâu. Trái quá trời này, trèo lủng lẳng đúng rồi. Chiêu không biết nó ăn cái lá đậu này nó ngon gì nữa. Tỉa sạch của người ta lên. Chắc là non á. Nè cái này nè, thiên chùm hai trái này quá giờ lo to luôn á. Cái này á mình cứ thu hoạch lần ít gì nè, cái mình đem mình để trong cái bọc mình buộc kín lại, mình để trong ngăn gió đó, không có rửa không có gì hết. Vậy mà giữ lâu lắm, cái mình để giống như được nhiều vừa đủ ăn cái gia đình vậy đó, là mình đem ra mình xào. Cái này nè, làm cái rổ nè. Cái rổ nè. Cái này quá trời. Thấy gì vậy mà sao đâu nó ra hoài vậy ta? Không có thấy bông. Ôi, chùm này trước, chùm này ba trái luôn nè. Chùm trên đó nè. Sao? Này nữa nè. Đây này còn lủng lẳng một
ai ba chùm trái lớn không? Chùm ba trái, hai trái có to rồi. Trái lớn trên đây nè. Thấy nó còi cọc gì mà sao nó trái nó đâu ra hoài ta? Nó trồng ra nè. Bông cũ nghe được mấy có đợt trước đó. Rồi hết rồi. Bây giờ mình qua bên kia mình cắt cần tây với cần tàu. Cần tây là Sang thấy là nó cái thân của nó già dữ lắm rồi, cho nên là bữa nay chắc phải nhổ nguyên bụi đi lên luôn á. Rồi đi qua bên kia mình hái cần tây đi. Nhổ cần tây hết luôn. Rồi cần tàu hình như Sang thấy cũng thu hoạch được rồi đó. Quá trời luôn nè. Thấy không? Tốt quá trời. Cái cây nè, cái cây giống như cây cổ thụ luôn rồi nè. Cũ quá trời cũ luôn, cái này là đúng năm rồi đó, trồng đúng năm rồi đó. Cái cây cần tây này trồng thích ghê luôn. Nè, bữa nay là mình không có hái cần tây rậu rậu như mấy lần trước nữa cả nhà ơi, mà mình phải nhổ nguyên bụi luôn rồi. Nó già quá mình phải nhổ nguyên bụi vô mình xây sinh tố để mình trồng cái cây con khác. Nhỏ nha. Không nhỏ được đâu, tại vì rễ nó ăn sâu quá rồi. Bây giờ mình cắt ngang đi. Mình cắt ngang đi rồi nhà mình làm đất mình cuốc lên. Cái cây. Ôi, một cây mà nó như cái bó luôn á. Quá trời. Cái này là này hết bẻ rộp rồi. Nó bự. Ôi nó nặng như đâu luôn, cái này xây sinh tố cũng ngon lắm nha. Cái này là cây trà chamomile nè cả nhà. Ở trong chậu sân trồng dư đó, cái sàn ghim một bụi ngay đây nè, bây giờ ra bông quá trời. Nó ra bông quá trời luôn á. Loại này uống. Uống ngủ ngon. Vì đợt này mình trồng ở đây cũng được 6 bụi đấy chứ ha. Tối quá rồi đó luôn. Ôi, gãy nó dài, nó gãy luôn á. Tốt thiệt chứ. Không muốn nhổ nó bỏ nhưng mà nhìn là có vẻ nó già rồi. Giờ nó già, nó lên cái thân rồi đó. Nè nó lên thành cái thân rồi nè. Chứ nó không có còn là xòe cái bụi như giống như cái bẹ giống như rồi đó nữa. Thấy không? Rồi còn hai bụi cuối cùng. Thì hai bụi này nó ở trong nên nó không có tốt kiểu cao. Nên nó chưa già không? Nó nằm ở trong cái rừng hàng rào đó. Chiếm mấy kia chiếm hết nắng. Vẫn cao nhưng mà nó không phải già lắm. Ok. Nè nó nhảy con thùm lum tà la nè. Quá trời. Trời ơi. Cây này chắc hơn nửa thước á. Bên đây là cần tàu, Sang mới trồng bữa hổm thôi mà bữa nay là cũng thu hoạch được rồi nè. Đó, mình cắt vô để cho nó lên thêm mấy cái bẻ, mình cắt vô mình xào thịt bò hoặc là mình kho cá đó. Cắt cho chừa mấy cái đọt nè, nó lên cái mới. Tốt quá rồi. Nó thơm cái mùi khác với cần tây nữa ha. Cây cũng tựa tựa chứ nó nhỏ hơn. Cần tây nó cũng có cái mùi của nó. Mình lấy ngược chiều đi chứ. Thôi mình biết cái nào. Này kho cá kho lạc ha, hoặc là xào thịt bò để ăn hết không?
này làm cái garden bed mini. Chừa mấy cái rồi thêm bữa này nữa. Garden bed mini sát hàng rào cũng trồng được mấy cây này chứ bộ, tại vì mấy cái loại này nó không cần ánh nắng nhiều, vài tiếng là ok à. Con tàu này cũng tốt nè ha. Sơ nguyên xề rau nè cả nhà, cuối tuần nào cũng đi ra thu hoạch được nhấp rau luôn. Một buổi chiều đi ra vườn thu hoạch được bao nhiêu rau nè cả nhà. Một rổ ngò rí, một xề cần tây và cần tàu, hai cái bông cải vàng và hai cái bông cải tím. Sang tạm kết thúc video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà nhớ tặng cho Sang một like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.